Xin chào các bạn, mình là Phạm Văn Nội, chủ kênh YouTube Bản Mông Hà Giang. Hôm nay mình tiếp tục đi chia sẻ hoàn cảnh của nhà anh Và, người Mông, hộ nghèo trên cao nguyên đá Đồng Văn. Các bạn nhìn cái bức tường phía bên này của nhà anh, nập bằng mấy tấm bờ rô, quay bằng mấy tấm bờ rô, tông hích tông hoác. Xung quanh trồng nguyên ngô. Bà con đồng bào dân tộc Mông nơi đây trồng 100% là ngô, lương thực chính là ngô, ngày ăn 3 bữa từ ngô, đó là món men mén. Ngô rất tốt, phù hợp với khí hậu ở trên cao nguyên đá. Phía này thì quay bằng các tấm phên. Đen xì, mục hết rồi. Người Mông thì là hay đun ở trong nhà nên cái khói nó làm đen hết nóc nhà và bốn xung quanh. Các bạn của mình khám phá ở bên trong ngôi nhà. Bên trong ngôi nhà thì không có gì cả. Phía bên này thì trống huếch nè, không có gì bịt vào cả. Và một nhà tối quá các bạn. Phía bên này thì là có cái giường bé, mấy người ngủ đây.